Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Lê Duy Linh, 43 tuổi, trú tại xã Quà Tiến, huyện Rồng Bắc, tỉnh Đắk Lắk, về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân trong vụ án này là người phụ nữ sống chung như vợ chồng với Linh và có với nhau một người con. Theo cáo trạng, tháng 8 năm 2021, Bùi Lê Duy Linh hoàn thành cai nghiện và về lại gia đình. Thời gian này, Linh nghi ngờ vợ hờ của mình là chị Lê Thị Mai, sinh năm 1998, trú cùng xã Quà Tiến, huyện Rồng Bắc, tỉnh Đắk Lắk, có quan hệ tình cảm với người khác. Tối ngày 28 tháng 8 năm 2021, Linh nhìn thấy chị Mai đang bấm điện thoại nên ghen tuông rồi ra tay đánh chị Mai. Không lâu sau đó, chị Mai nôn ói và được Linh cùng người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa dùng Tây Nguyên cấp cứu. 8 ngày sau, nạn nhân tử vong. Tại bản kết luận pháp y thể hiện, nạn nhân bị chấn thương sọ não, tụ máu não, phù não nặng dẫn đến choáng, hôn mê não không hồi phục. Căn cứ vào các tình tiết diễn biến của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Lê Duy Linh 12 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.